hiện nay bảy tỉnh đang gió rất nhẹ, biển yên. Hiện nay các tàu đánh bắt thủy sản quanh khu vực Bạch Long Vĩ này thì không quan sát, vì là chúng tôi chỉ liên hệ qua ICOM thôi. Số tàu là đang có đánh bắt di chuyển dần về đất liền, và số lượng đang giảm dần quanh khu vực Bạch Long Vĩ. Và với thời tiết như này thì hoàn toàn có thể về vùng biển an toàn. Hiện nay ở huyện chưa có nhà đánh chú bão, do đó mà con người dân hiện nay đang áp dụng là có xây dựng một số phương án, trong đó có phương án nhất là đưa toàn bộ khu vực hai gian làng cá cùng mà tại cho người dân ở dưới các thủy sản họ chưa ở ấy. Thế nên nếu mà nó mất đi đúng về hướng mà trong ví thì tất cả các vấn đề đều lo lắng. Thứ nhất là khu vực âu tàu đê kè thì không chịu được đến cấp 12, đê âu cảng không chịu đến cấp 12. Thứ hai là nhà dân ở đây thì nhà cơ bản kiên cố, nhưng mà qua các cơn bão trước thì cũng